top 5 kỷ lục mà Mbappe tạo ra ở tuổi 25 trong sự nghiệp bóng đá. Top 1 nhà vô địch ra đời, trong mùa giải 2016/17, Mbappe trở thành ngôi sao của đội bóng khi đưa Monaco của Leonardo Jardim đến chức vô địch League 1. Chân sút này ghi 15 bàn và kiến tạo 11 lần để giúp Les Monegasques lên ngôi giải vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 17 năm. Ngoài việc ra mắt đội tuyển ở tuổi 17, màn trình diễn đầy mê hoặc của tiền đạo trẻ ở Champions League ngay lập tức đưa anh trở thành tâm điểm chú ý. Monaco đã lọt vào bán kết giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu của UEFA năm 2017 và Mbappe là người đóng vai trò quan trọng. Hai bàn thắng vào lưới Manchester City và cú đúp trước Dortmund ở tứ kết đã thực sự khiến cả thế giới phải đứng dậy vỗ tay. Top 2 trên đỉnh thế giới, năm 2018 có lẽ là năm đột phá nhất trong sự nghiệp của Mbappe cho đến nay. Sau mùa giải xuất sắc với Monaco, cầu thủ tuổi teen khi đó đã được Paris Saint-Germain ký hợp đồng với mức giá 166 triệu euro vào mùa hè năm 2017. Khoản đầu tư của Les Parisiens đã được đền đáp ngay lập tức khi anh ghi 21 bàn và kiến tạo 16 lần trên mọi đấu trường để giúp PSG giành cú ăn 3 quốc nội. Mbappe đóng vai trò quan trọng giúp Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2018 ở Nga. Tuyển thủ Pháp đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết kể từ Pelé và giành luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Top 3 ghi được 300 bàn thắng. Sau khi Hugo Lloris giải nghệ, Mbappe được Didier Deschamps bổ nhiệm làm đội trưởng Les Bleus. Điều này đã thôi thúc tinh thần của anh trong màu áo tuyển Pháp khi chân sút này đuổi kịp đồng đội Olivier Giroud để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Les Bleus. Đội trưởng tuyển Pháp cũng đã phá vô số kỷ lục cho cả câu lạc bộ và quốc gia trong năm dương lịch. Đáng chú ý nhất, anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Paris Saint-Germain và có được 300 bàn thắng trong sự nghiệp. Top 4 một mình gồng gánh tuyển Pháp, việc Pháp lọt vào chung kết World Cup 2022 hầu như không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, màn trình diễn của Kylian Mbappe để đưa Les Bleus đến loạt sút luân lưu trong trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp thực sự đáng nể. Khi Pháp bị dẫn trước 2 bàn, Mbappe đã một mình đưa họ trở lại cuộc chơi bằng một cú hat trick. Tiền đạo của PSG đã ghi 8 bàn cho Les Bleus khi đoạt danh hiệu chiếc giày vàng ở Qatar, nhưng cầu thủ 25 tuổi này sẽ cảm thấy lẽ ra nó còn phải nhiều hơn thế. Top 5 trở thành siêu sao hàng đầu thế giới, Mbappe được biết đến với tốc độ, kỹ thuật và sự thông minh trong cách chơi bóng. Sinh ra và lớn lên trong một thời đại của bóng đá hiện đại, anh đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự đổi mới và sự tiềm năng vô hạn. Từ khi gia nhập Paris Saint-Germain và sau đó là các thành công vang dội trong màu áo đội tuyển Pháp, Mbappe không chỉ là người dẫn dắt đội bóng mà còn là biểu tượng của sự hy vọng và khát vọng của một thế hệ. Với tương lai rộng mở và tiềm năng không giới hạn, không có gì ngăn cản Kylian Mbappe trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.